Trường Cao đẳng nghề Trà Vinh vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với công ty ESO 2 tại thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung ký kết hợp tác được quy định đối với trường Cao đẳng nghề Trà Vinh có trách nhiệm tập trung học sinh sinh viên để công ty ESO 2 trực tiếp giới thiệu chương trình truyền thông đào tạo chuyên môn và các kiến thức theo chương trình đào tạo của trường. Phối hợp với công ty ESO 2 tổ chức đào tạo về cấp chứng nhận các khóa học ngắn hạn chuyên ngành đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng. Cung cấp cho công ty ESO 2 danh sách các học sinh sinh viên có nguyện vọng tham gia và đủ điều kiện tham gia chương trình đào tạo, sắp xếp bố trí cơ sở vật chất, đảm bảo trang thiết bị phục vụ cho công tác đào tạo. Đối với công ty ESO 2 có trách nhiệm đào tạo tiếng Nhật, đào tạo văn hóa, tác phong làm việc cho học sinh sinh viên của trường cao đẳng nghề đăng ký tham gia chương trình và tham gia tư vấn định hướng nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng làm việc. Ngoài ra, công ty ESO 2 còn có trách nhiệm tổ chức các hoạt động tuyển dụng học sinh sinh viên sau khi tốt nghiệp, đào tạo và phái cử đi học tập làm việc tại Nhật Bản, chịu trách nhiệm về tư cách pháp lý của đơn vị đào tạo, đơn vị phái cử hướng thực tập sinh đi làm việc tại Nhật Bản, kết nối hợp tác với các hiệp hội ngành nghề và các đối tác tại Nhật Bản để triển khai chương trình kỹ sư, thực tập sinh kỹ năng do công ty ESO 2 tổ chức. Đây là hoạt động nhằm tạo ra mối quan hệ mật thiết, gắn kết chặt chẽ, bền vững giữa nhà trường và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu, mục tiêu phát triển.